Nếu gõ bàn phím mà nó cứ bị kiểu không mượt mà hoặc là nó bị lác lác như thế này. Xin chào tất cả các bạn nhé. Nếu bạn nào mà đang sử dụng điện thoại iPhone mà các bạn sử dụng hệ điều hành iOS 18 chấm trở lên mà các bạn sử dụng bàn phím gặp cái vấn đề tình trạng là bàn phím hay bị không được mượt mà này, không bị lag này, gõ nó hay bị sai chính tả, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục nhé. Đầu tiên thì các bạn vào cho mình mục cài đặt chung của máy, sau đó các bạn chọn xuống mục cài đặt chung này, cài đặt của máy nhé, sau đó chọn cài đặt chung, các bạn chọn vào mục bàn phím cho mình. Cái bước đầu tiên thì các bạn hãy chọn cho mình cái phần là tất cả bàn phím này. Các bạn hãy tắt ngay những cái phần ví dụ như là tự động sửa này, dự đoán này, đấy, đấy, hoặc là xem trước ký tự này, đấy, những cái này. Nói chung các bạn tắt hết những cái mục liên quan đến viết đi nhá. Đấy, các bạn này, các bạn nói chung là kiểm tra chính tả này, các bạn tắt hết những cái này đi trước cho mình nhé. Tiếp theo này, các bạn chọn cho mình cái mục bàn phím ở bên trên này. Như các bạn đang nhìn là cái mục bàn phím của mình ở đây. Đấy, hoặc là các bạn để ý trên máy của các bạn đang là cái mục là bàn phím song ngữ nhé. Đấy, bởi vì khi các bạn sử dụng cái bàn phím song ngữ này thì nó rất hay bị kiểu là hay bị lag ấy. Đó các bạn nhé. Thì các bạn sẽ chọn cho mình thêm vào một cái bàn phím mới. Các bạn xóa cái bàn phím song ngữ này đi. Đấy, các bạn chọn cho mình cái phần bàn phím mới này, thêm bàn phím mới. Các bạn thêm một bàn phím tiếng Việt ở đây. Đấy, các bạn chọn là tiếng lệch này, xong này. Đấy, sau đó thì các bạn chọn cho mình nút sửa nhé. Đấy, các bạn sẽ xóa cái phần là song ngữ đi. Đấy, các bạn chọn cái dấu trừ đỏ này đi, song ngữ các bạn xóa đi. Sau đó các bạn chọn xóa này. Và bây giờ cái bàn phím của các bạn chỉ còn cái bàn phím tiếng Việt thôi, xong này. Đó, như vậy sau đó thì các bạn sẽ quay trở lại, các bạn soạn văn bản xem cái phần bàn phím của các bạn đã sử dụng mượt mà hay chưa, nó còn bị lag hoặc là sai chính tả, nói chung là các vấn đề về bàn phím hay chưa nhé. Hy vọng cái cách này sẽ giúp cho các bạn khắc phục và cải thiện cái vấn đề đó nhé. Đó là cách khắc phục một cái vấn đề, đó là khi các bạn sử dụng bàn phím ở trên điện thoại iPhone mà hay bị lag, không được mượt, thì các bạn có thể tham khảo cái cách mà mình vừa hướng dẫn cho các bạn khắc phục nhé. Nếu các bạn thấy video hay thì ủng hộ mình một nút like video. Những bạn nào lần đầu ghé kênh của mình, các bạn cho mình xin một nút follow kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.